before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dharma friends and practitioner. Practice meditation means that we have all the same attachment. Sweep our self attachment, but we don't raise in the top to put attach on the sweep out or attach on the sweep. Just like we believe the way to go, we go the other way. Let the way go to the birth and death. We are going on that way so many life. Now we recognize from the Buddha teaching, we go to the other way. That the way go to the same nature, Buddha nature. But the karma, the habit, we always stay to the thing, mean that go to the subjective, attachment subjective, objective, always raising the thought, discrimination in dualism. That's the habit. Now, the practice, it's so strange, it's so hard for a practitioner to maintain now. But we know that's the way, even very hard, very strange, we continue to practice. The practice is very simple, just ask a question and raising down. And during everyday practicing, we always learning about Buddha teaching, the patriarch teaching, to improve the belief in his own mind. And recognize the dualism, recognize the subjective, objective, that's the illusion. And self-attachment. Sweep out self-attachment illusion. Ignore, just raising doubt. So doubt, that's the way we relieve all of the samsara, relieve all of the self-attachment. Ignore, just practice, ask the question clearly. Raising doubt, ask the question. Continuously, diligently, maintain now. In the weekday, we should go cùng toàn thể và đồng tham. Chúng ta tham thiền là quý chỗ thực hành, mà thực hành thì là everyone, the practitioner. The practice is focused on the real experience. In order to have the real experience, you have to have the doubt. And you have to ask the question to maintain the doubt. In order to have doubt maintained all the time, you have to believe in yourself. We always learn from
Nhưng mà vì cái ngã chấp from other master vô minh, about believing yourself, khí của mình, but we cho nên nó cứ follow chướng our ngại habit cái công phu. And mà chướng ngại công always phu have cũng là do obstacle mình chưa đủ and doesn't niềm tin tỉnh maintain thức the tâm, doubt all the time. chưa có It's phát because khởi được you cái niệm don't thắng thức believe sinh in tử. yourself 100%. You don't have a Thì strong chính công phu hàng mindset ngày chúng ta of life and death. để thoại đầu với nhị tình, So the practice that hỏi we một cách are rõ ràng doing một cách here minh bạch is to ask và liên tục, questions không có gián đoạn, không all the có ngừng time nghỉ. with no interruption. Đầu tiên hỏi thì vẫn quên, quên, nhưng mà chúng ta khi mà ý thức trở lại, When nhớ we trở lại are thì lập tức lại hỏi lại. ready, Và we do forgot, we cái can just remember again quên and then ask again. đó là cái niềm tin tự tâm tâm chưa Because đầy đủ, we just cho don't have nên strong mỗi ngày belief in chúng ta yourself. đều nghe thiền tri thức nhắc nhở, So we always listen to chúng ta đều the reminders lấy cái lời của Phật, of the lời của teachings tổ of other như làm cái masters gương, làm cái mô for you phạm, to keep practicing. làm gương để soi lại chính mình, làm cái mô phạm để mình nói theo. Tức là trên cái sự vận dụng công phu tu tập. So we use it for us Thì to cái hàng ngày chúng ta enhance our đó practice. để mà gọi là huân tu, huân So tập. we Ngày chúng ta đó practice là cái every củng day cố niềm tin, tin tự tâm. to provide a strong Thì cứ đề hỏi in our mind. và So you need tất to cả keep những cái asking the questions. chứng của mình á, All the mà obstacle do cái that vô minh, you do may cái ngã chấp occur. mà mình không có nhận thức ra được, không biết rõ được, thì cái vấn đề đó You là might not phải know luôn this. tham học, So luôn tham học, chứ không có nói là cho là đúng, you should không thể nói cho là đủ, clear it out không phải and cho ask some là questions hay hay là and dở, talk to friends. chưa chạy đến You cái should phân biệt, not chưa assume chạy đến cái sở it's trụ, good or bad, chạy đến cái sở đắc như vậy, right or wrong. thì vĩnh viễn So those are all mình ignorance. đi ngược lại If you cái công follow your phu tu ignorance nguyện all của the mình. time, then Mình không it's the thể wrong way. mà đưa ra một cái tiêu chuẩn gì, nếu We đưa ra một cái cannot tiêu chuẩn gì make gọi là sở đắc, đưa ra một cái định kiến gì any quality gọi là trúng trên cái sở assurance, đắc sở cầu luôn, cái because mong those mỏi, tức là are vẫn trên cái ngã chấp. achievement and those are Tất cả nó based bình on thường, your ego. tất cả nó đều là vô sanh mà, tại mình chỉ Everything sanh mình is mới thấy illusion. diệt, tại mình thấy Everything có hai có khác not mình born. nổi lên cái phân biệt So if you trong see bản thân nó vốn difference chẳng between có, this and that, do then cái vô minh ngã chấp của mình á, mình those tâm mình are đủ thứ ignorance. chuyện, đủ thứ việc, nên phải công phu. Và có khi mình công phu mình là đuổi cái tướng công phu mình là không Sometimes biết, we lại là take we tôn thought chặt cái that we vô are minh ngã chấp practicing, chứ không phải là but it's not a quyết real hết vô practice minh ngã chấp. Tại vì sao? Mình vẫn thấy, because you still vẫn thấy know có tri kiến, you still vẫn thấy có vấn have đề, achievement vẫn thấy có and cái everything. sự đúng sai. Thì cái vấn đề đó là You do cái can know tập this tâm, the right or wrong, do cái tập khí, bad or do good. ngã chấp của mình. Those are also ignorance. Chứ không có gì khác. Mà do đó cũng là cái sở trụ, cái sở đắc. Mà cũng là công That was phu from the chưa ego. được mạnh mẽ, And công then you phu don't chưa have a được strong hoàn belief. toàn đầy And đủ then you didn't đối với practice niềm tin, correctly. tin tự tâm chưa hoàn toàn đầy đủ. Cho nên phải luôn luôn tham học và luôn luôn You công. must always learn, Thì đó practice. là cái nhắc nhở. Trong đạo tràng thì đã có thắc mắc gì Anyone have any đối với question? công phu tu tập, hoặc là So feel free muốn to chia ask. sẻ kinh nghiệm tu Or tập if với đại anyone chúng, want to share xin cứ anything, mạnh dạn đề ra. just you can just Một talk. cũng sẽ theo một phần.
Kim Yến. Dạ, kính thưa thầy, Dear Master, con kính thưa quý sư dear cô cùng thầy everyone. đường đại chúng. Thưa thầy, làm có một cái I have thắc mắc về a cái question sự cái cách công phu mà người bạn đồng tham đã chia sẻ about với con ạ. Và how thưa thầy, làm we tại practice, sao mà trong quá trình công phu á, why we là practice, bị đáng lý ra là khi mà mình càng công phu á, the thì more. cái tâm của mình nó bớt cái vọng tưởng, cũng giống như là nó đỡ phải căng thẳng. Ở đây á, thì The người bạn less đồng tham bị when mắc we phải cái practice, bệnh đó là some people tại sao mà khi have công less phu á, tự thought, nhiên cái áp lực nó rất là nhiều. but Có some phải là people have a do để ý strong quá nhiều pressure về cái cách dụng when công they hay không, hay practice. là do là cái sự Is it giống như là mình có sở so cầu trên cái do công phu nhiều không ạ? they Thì do con xin thầy khai thị cái chỗ này. Tại vì bạn cũng đang tập tham, tập hỏi, vì thầy incorrectly? nói là A question from my khi friend. khi công khi dụng They công á, just thì started mình practicing phải it. luôn chí cố thợ đầu, mình phải giữ nhiệt tình liên tục. Thì bạn đọc vô về cái trạng thái này, thì con xin thầy khai thị sách tấn để chỉnh cho cái bệnh của bạn. Con xin cảm ơn thầy. Nó chưa có hồi đầu. When we talk about Tức là maintaining đâu có cái chỗ để questions mà chiếu cố. and doubt, Nói chiếu cố hồi đầu, đó là cái phương tiện, đó là cái lời nói. there's no place Nếu for đưa ra you một cái chỗ, một cái to nơi focus mà nó on. không phải, nó không có sở, There's no đã deep nói là chiếu point cố, nghĩa or là không có anything sở phân for biệt, you không có to sở focus nắm bắt. on. Cho nên giữ cái nghi tình gọi là chiếu If you, cố đó. Thời đầu là chỗ chưa khởi niệm mà, the thì cái doubt nghi is là chỗ chưa khởi niệm. nowhere or Thì everywhere. cái nghi ấy, nó rất là đơn The giản bình doubt thường. is very simple. Nó không có It tương just, đối năng there's sở. no Hiện tại subjective bây giờ mình còn activity cái without, hồi đầu sở tham because you là just hỏi hồi started đầu. practicing, you had to Do cái tâm chúng ask ta thường là and you hay phân biệt, were nó rất trying là to mạnh trong sự differentiate phân biệt, things, trên cái sự chấp so that's ngã, why it chấp thật was á. harder. Rồi nói về công phu, nói về tu tập thì mình chấp trên công phu, We chấp focus trên cái sự on tu tập, chấp trên danh, trên tướng, achievement nó cũng when we là cái chấp practice. ngã chứ không có ngoài, không có It kẻ. was from our ego. Thì cái tham thiền á là hoàn toàn nó phá ngã chấp. We should destroy Thì all phải the ego nhớ when we ask, phá ngã chấp. Đầu tiên thì mình phải question nhớ cái and maintain thô, the nhớ doubt, which is cái căn nowhere to be bản nè, là found. phải vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sở. So the Tại vì mình basics tu thì mình phải có is cầu, that thì you mình shouldn't phải have tu any cho mình achievement, any yên an fear, lạc hay là như thế này thế kia mới any tu. Rồi đắc đắc trên đó giống như phải có cái gain. And gì mình then, if tin you đó, wish để to mình achieve đi thôi lên something, nữa chứ. Cho achieve nên some nó cứ bị kẹt trên mấy cái đó đó, cấn cấn vào mấy light cái thought đó or more thì pressure, mình sẽ bị áp lực. Nó lên they mấy are cái đó mình sẽ you get bị the bao pressure quanh bởi ngã chấp, from the achievement that you chân want. mới rời khỏi. Tại đó tập khí ngàn đời, đó từ vô lượng That kiếp, you get thế gian more mình cũng chấp, chấp pressure cái việc thế gian, tiền because tài, you danh want to vọng, achieve vật chất, something when rồi you của cải, tài meditate. sản, rồi sở hữu. Mà không được thì đau khổ, thì phiền não, mất mát We cũng đau want khổ, to cũng phiền gain não. Nhiều quá cũng đau khổ, phiền benefits não, giống như ăn nhiều quá, and ngủ nhiều achieve quá cũng things, thành đau khổ, cũng and phiền then we não. become suffering Cho nên of cái chấp our đó, gain. rồi chấp có, hết chấp có lại chấp không, And some cứ people toàn là chấp. based Mà ở on thế their gian chấp đã happiness khổ quá rồi, vô trong Phật pháp được Đức Phật and dạy là cái pháp tu, mà không có kỹ lưỡng, they không có base nắm it được cái tâm based chỉ, on emptiness, không có tin được cái based pháp, on cứ achievement. a thằng phù chạy vô cứ cho là They tu, mà cứ ức do chế ở trên cái it công phu, out of đè nén trên cái niệm their wish của to công get better, phu, cuối cùng á nó lại là which make cũng them ngã chấp, more cũng pressure, chạy trên cái sở and cầu sở they đắc. are all ignorance nó and nó nó ego. cuối cùng nó cũng vô hình chung, cũng y như cũ, chứ không And có then một chút after xíu thay đổi. sometimes they come back to the way Thì they were. cái Cho sự tu tập nên của chúng ta the correct practice, gọi là huân tu, nghĩa our là practice dần dần rõ biết á, here is dần dần rõ biết will build up thì phải dừng chân lại over á, time. lúc đó tự nhiên mới thấy You rõ là cái vấn show, đề là and then dừng ở later đây, on là dừng you see cái vô minh ngã chấp, the difference after sometimes. đề thở đầu một cách rõ ràng,
You have to ask the question Hết clearly, rõ ràng, hết sức rõ ràng, very, và very bình clearly tĩnh, hết sức with the bình tĩnh. questions. Nhớ là không có sợ cầu, không có sợ đặt, And you shouldn't have không có sợ sợ. any achievement Đó là or gain để chúng ta for phá this. ngã chấp trên cái thô, trên cái giống như cái quy củ vậy. Đó là giống như quy củ. Thì cứ hỏi, ví dụ. Okay. Just keep asking the questions chưa before có the trời heaven đất and earth. Ta what là cái am gì? I? Nói một cách rõ ràng. Và đây Very, là very hỏi, đây là câu clearly. hỏi. Chứ không phải là It's một a cái câu question. văn, I will bring câu you the doubt. chữ để mà đọc không, đọc chậm, không phải. Mà nó là câu hỏi, It's sự not a thắc mắc của mình statement. là, trên It's câu a hỏi, question. nó sẽ tự phát sinh. It Ta will càng build không up the biết, càng doubt trở nên for you. cái thắc mắc, cái nghi. Thì vẫn cứ hỏi, nghi như thế nào? All you Không need to cần do, để ý tới, just cứ keep hỏi. asking Và questions. khởi cái thắc mắc không biết, nhẹ nhàng, nó nhỏ, nó yếu, Wisely, nhập gì sự chỉ. surely. Thực sự ra câu hỏi, Question mới có raised. đáp mà. Đáp không được thì khởi lên cái nghi. If you don't Đó ask là the cái công question, phu, you đó will là have cái to sự tu doubt. tập. Và cứ hỏi, cứ như vậy đó, So, mà cứ... just keep asking the question. Thì dần đâu có Maintaining cái the gì gọi là doubt. áp lực nữa đâu, tại nó không có một cái Then, sở nắm once you bắt, don't sở have trụ, any sở đắc gì cả, thì thing áp to lực tự gain, nhiên nó tan. the achievement to Tất cả get, những cái phiền any não, fear, tất cả những then you will have no pressure. cái phân biệt, hiểu biết, hiểu All biết mình, hiểu the biết sai lầm, nó cũng có đến được tự động. Nó không phải là đè nén, không phải là ức chế. differentiation will Đó là not nơi cái come tâm của mình, chứ không phải gì khác. Chính cái tâm đó là nó because bệnh, và cũng chính cái tâm đó là nó bắt it's đầu nó your đánh lừa heart cái that mình, tự động nó. Nó created bệnh thì it nó sẽ hiện ra like tướng that. bệnh, tướng phiền não, tướng khổ đau. Còn nếu mà nó lui được tướng bệnh, cũng là nó xoay lại, thay đổi lại nó, thì nó trở thành cái tướng, tướng mạnh. It's the same thing. Cũng giống như là có câu chuyện á, Depends on bà how you lão use cũng it. hiện cái It become tướng good bệnh và or cái bad. tướng mạnh, tướng chấp tâm á, này cũng nằm trong có tương đối thôi ha, tướng Everything bệnh mạnh này is nằm from trong your tương đối heart. đó. Tức là bà cứ khổ à, do cái suy nghĩ của bà, bà cứ As suy an nghĩ old mà woman, khổ, rồi là keep khóc bà, always thinking about her lúc nào life. cũng khóc, khổ Because tại vì though thương he con, tried quá thương everything, hai đứa con. he Hai đứa worry con trai, bà có about hai đứa con trai, một her đứa thì sons. nó He trồng worry lúa, about làm nương this. rẫy, thì He nó rất worry là about cần mưa that. để nó gặt hái tốt, He nó worry mùa about the mùa. weather. She worry Một about đứa the thì nó weather. làm thợ mộc, She worry about nó đóng nhà how cửa xe her cổ, sons get nó cần nắng can để phơi make gỗ, money for their và life. mưa dầm thì không thể làm việc ăn gì được cả. And she always said. Thì 6 tháng ở bên đó, cái khu á, cái nước đó không phải là bốn mùa mà có hai mùa mưa nắng thôi. Dân Việt Nam ta có hai mùa mưa nắng, 6 tháng mưa, 6 tháng nắng. 6 tháng mưa thì bà buồn, bà khổ, bà lo cho cái thằng thợ mộc khóc hoài. We don't have a son who Tới hết is 6 tháng mưa tới lover. 6 tháng nắng thì bà lại khóc cho cái thằng làm And the son ruộng. who is Cũng cứ khóc miết. Tại vì nắng thì different nó không làm ăn được. career. Cái And thằng làm he ruộng không just làm keep ăn được. worrying Còn about mưa both of thì them. cái thằng làm thợ mộc không làm ăn gì được. Bà cứ khóc hoài. Đấy là do cái suy nghĩ của mình, do cái chấp ngã của mình. Mà. Sao có một vị thiền tri thức mới đổi lại, nói tại sao bà khóc hoài, giờ bà phải vui, bà phải suy nghĩ như vậy nè. 6 tháng nắng thì bà mừng cho cái thằng thợ mộc đi, 6 tháng mưa mừng cho cái thằng làm ruộng, nó làm ăn ra nửa năm mùa mưa, còn kia làm ăn, ăn nên làm ra nửa năm mùa nắng nè, phải mừng lên. À, và cái thiền tri thức đó suy dạy cho bà suy nghĩ, thì bà suy nghĩ là cái bà hết khóc hết khổ mà thấy vui không à. Thì cái sự sự cái cảnh nó cũng đâu có cái gì đâu, y như cũ. Nhưng mà lúc mà khổ là do cái Everything chấp is tâm, the same. rồi lúc vui cũng do cái chấp tâm, But your thought was created do in cái your sự thay mind. đổi sự suy nghĩ, It's đổi a sự how you suy nghĩ, say thì lúc đó things. nó hết hết khổ thành vui. Đối với lại Phật pháp, đó là cái giống như căn bản, đó là giống như là cái do cái sự chấp thật của mình đó. Thì đối với Phật Yeah. pháp thì nó có cái đặc biệt nhiệm màu hơn, nó rõ ràng hơn, trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình, nó quét sạch luôn cả khổ vui luôn, chứ không có phải tự gạt mình nữa, tức là mình trở về với chính So mình, when you practice con người here, chân thật của you will mình. have no suffering.
or giác happiness. ngộ, biết rõ được chính Come mình, back to và yourself muốn biết rõ chính là and chính know mình ấy, yourself. trở về cái chân thật tự tánh mình ấy, là con người chân thật hay là nó tự tánh, hay And là you become cái yourself. chân ngã gì cũng đều là cái phương tiện cả. Tại vì có cái It's quyển ngã mới all. nói cái chân ngã, tại vì nói cái vô minh There mới nói would cái be Phật no tánh, happiness tại or vì nói cái chúng suffering sanh mới nói chuyện when Phật, you có realize Phật. Bởi vì mê mới nói yourself. ngộ, nếu không có mê giờ làm gì So nói ngộ, without nếu không có chúng sanh làm gì creating nói Phật tánh, nếu suffering, không you có cái will quyển not ngã làm gì nói cái chân be ngã mà đi peaceful. tìm chân ngã, So there's no đó là sai subjective lầm. and Tại objective vì nó không vốn in có, the cái Buddhahood. kinh viên giác nó nhà vốn đâu có quay mà nó ngưng quay, mà mình In the đi tìm cái Dharma, nhà ngưng quay, Buddha nó say có quay bao giờ đâu it's mà nói nó ngưng quay, nên là the house sai of lầm. spinning, not you Nên làm spinning. Sao lìa được cái tương đối, Not you spinning, not the phá house cái vô spinning. mình, đó So mới là you have cái to sự thực của realize công phu của mình that đó. within yourself. Bây giờ nó vốn là chẳng có động, giống như Đức Nothing Phật ở trong is kinh Pháp Hoa, moving. But we all see tất things not moving. cả chư pháp từ xưa nay á, nó vốn là tướng tịch diệt, nó ở một tịch diệt tướng, nó không có tướng sanh diệt. Mà mình thì thấy sanh diệt á, sanh diệt là do cái chấp We tâm, all say chỉ things cần á, changing. buông xuống cái chấp tâm, But once buông we xuống cái sự phân biệt realize á, our Buddhahood, nó trở về cái tự then tánh của nó. Chúng you ta vậy thì cái buông will xuống, see mình the real biết làm sao để buông, là real buông work. như thế nào, How phải do có we cái do that? pháp để mà thực hành, đó là tham thiền, This đó is là the giữ nghi practice tình. for you. Giữ nghi tình là tự Maintain động nó the buông rồi, doubt. nếu không tác ý buông, không còn You biết don't đến need buông mà, to tức là know không có cần sở đắc sở how cầu to gì let hết, không go. cần để ý tới nó, You don't need à, to mình worry cứ if you tham should let thiền go or thôi, để ý not. tới cái phiền não Or you á, need to để ý tới cái worry, khổ it's just đau á, to không để maintain ý, the cũng doubt, không ask có đếm instructions. xỉa gì, giống như đó là con đường đi gai góc tức sình, cái chân là cái năng đi, So if con you đường đó keep là sở đi, thinking cái việc phiền não đó là cái sở in suy this, nghĩ, thinking in that, tâm it's mình the là cái tánh wrong năng suy way. nghĩ, thì mình đừng có suy nghĩ về Just nó, stop. Just thì cái đó là cái phương ask the tiện nói đó, giống question. như chân mình So đừng đi that's lên the đó để correct mà way. phải Just do dơ the bẩn, nó phải correct rửa way rồi by chùi, asking the rồi questions. quét đường á, quét xá. Cái tâm mình có quyền mà, chân mình có quyền mà, thì bây giờ mình làm You sao can mình trở về control với it. cái bản tâm, You can control thì what you want to cái do. phương tiện đó là đề thoại đầu khởi nghi tình, And then you đề just thoại make đầu một cách hết sức là rõ asking the ràng questions clearly chân and thật, maintain the doubt. rõ ràng và chân thật. Chính cái rõ ràng chân thật đó, dần chúng ta sẽ có thể phát minh được cái bản lai diện mục của mình, là phát minh được tự tâm, lúc đó mới chấm dứt tất cả phiền não khổ đau. You will find your Buddhahood and erase all of the life Nói and gì death. nghe hiểu Does it make sense? không? Dạ hiểu ạ, con xin cảm ơn thầy. Thank you. Dạ thưa thầy, cho con xin thỉnh thêm một I have another question. cái câu hỏi nữa. Dạ thưa thầy, là khi mà mình, như thầy cũng hay nói về cái sự tham học, mình As you were phải tham talking học, chia about sẻ trao how to đổi về cái learn sự công and phu tu tập, practice thì từ đó from mình other people thì như thầy mới có thể là so we thấy can rõ được know cái bệnh của mình để thầy có and thể dạy cho improve chúng con. and Nhưng learn mà đôi from lúc other do masters. cái chấp tâm, hoặc là But đôi lúc một because cái chướng our ngại, tụi con ego, không có thể, đôi lúc we tụi con không cannot có thể chia realize it. sẻ And được we để cannot chúng con trình cái công phu ra, thì share our con thought xin thầy khai thể sắp tấn thêm on how we can làm sao để improve. mình có thể mình vượt qua những cái chướng ngại này, How để can mình we có thể là get over the học obstacle pháp by một cách ourselves rõ so ràng hơn ạ. that Thì con we xin can thầy khai thị giúp cho do the con xin practice cảm ơn thầy. better. Cái để mà học pháp chân thật á, In order to thì phải có learn, một cái công phu you need to chân thật, have the có practice. một cái tâm chân thật, You have to have thì cái gì cũng vậy, to be trên true cái for chân thật yourself. nó sẽ hiện bày cái You will receive cái chân thật của nó. the true Thật tâm ở practice. đây hay là mình nói mình vẫn luôn luôn bị tất cả cái vô We minh, are controlled tập by khí của mình, ngã chấp của our mình, habits cái sự and tính our toán của mình á, sự so ignorance đo của mình. and ego. Nó cứ It keep giống như là chi phối mình và controlling dẫn you dắt mình, làm all cho the mình time. And we khó có don't thể control thực anything hành được anymore. cái
sự công phu mình phải tu tập cũng khó có thể đối diện với tất cả cảnh duyên, là khó đối với lại cái vấn đề học Phật của mình, sự trao đổi, sự chia sẻ nó khó bởi cũng đều do vô minh và chấp tác, do cái tư tưởng sai lệch đó. Control us. Nhưng mà mình không có nhận ra tư tưởng sai lệch, không nhận ra cái niệm sai lệch, tại mình có ngã chấp mà, sở trụ sở đắc á, ngã kiến, the ego was controlling us. Ngã si ngã mạn á, đều có đó hết. Ngã si arising. Thường là bị cái si mê. Especially. Thì nói cái chân thật ở đây sao? And yet you don't know. Luôn luôn công they phu try to control you. Để khởi đầu khởi all you need to do is just keep asking the questions. Mọi lúc mọi nơi hỏi hết sức rõ ràng. Every time. Không có phân biệt rằng là ngu discriminate. Không có yourself cần biết or đến you hay just hiểu. Know you do it right or wrong. Biết đến là tư cách gì. A good or bad. Phân biệt là tư cách gì. Sợ or tại who vì is practicing. Chỉ vì cái tư cách đó. Giống như là cái whatever tôi là that's cha happening này, tôi là around mẹ, you. Tôi là giỏi just này. Keep asking the Tôi question. Là cái này, tôi là cái kia này. Tức là sanh cái ngã Shouldn't kiến, have ngã ái, any ngã mạn, ngã si. Chính a cái proud of tôi yourself đó nó chướng when you đạo, practice chướng because mạn those đạo. are all ego Và chính cái có and phải they là cái tôi đó controlling mà you. cho là đúng nè hay là có lý nè, trên cái lý cái đúng đó cũng là cái ngã chấp, gọi là cái ngã kiến ấy. Cái tư tưởng á nó cũng chướng ngại, hay là nói là để tu từ từ vân vân, tức là tự cô lập, tự chôn mình xuống, tự chi phối mình, tự cột mình lại, and making nó làm cho our cái practice sự học they đạo, can be wrong. Sự tu tập nó không có được So that our practice is not straight, mạnh mẽ, nó không có được tự nhiên, not a good tự tại. Way. Giống như chúng ta mất cỡ này, cũng vì do And cái shy, nọ hay là e ngại này, sợ người ta you're cười, scared, đó đều là ngã you chấp, are đều là worried, cái sự đắc, sự trụ people cả. Chứ laughing at you when không you dám ask làm the một cái gì mà question, cái sai and cũng không those nhận are ra nữa. ego, Mình and chế you've sai mà mình never cho là đúng, cho recognize nên your nó không có học Phật được. Mistakes, Nhưng mà and you cannot improve. đó đều là bệnh mà, chúng sanh thì đa But bệnh, rất everyone là is nhiều like bệnh. that. Bệnh thì It's chắc just chắn one là of có the thuốc disease, phải không, nhưng mà phải one uống of the thuốc. bad things Nếu mà có from uống thuốc á thì bệnh nó sẽ giảm, và có uống thuốc tất everyone. cả những cái chướng, tất cả những cái sai lầm tự nhiên nó hóa giải. Thì cái công phu là chỉ So để if khởi đầu khởi nhị tình chân thật, you just ask the hết sức chân questions thật là tu tập, và and hoàn toàn tin nơi tâm mình, hoàn toàn tin nơi cái chánh pháp mình đã gặp you have to mà believe ứng dụng in yourself trên cái chánh pháp. and Mình also thấy believe in không còn cái chỗ nào á this nó lý practice. giải lý luận được, không còn cái chỗ nào có thể You recognize that mà this is the absolute matter bài bác bài xích nổi, because nhưng mà cái there's tâm mình no nó vẫn other còn đang way tập khí á. Đây, mình phải ứng dụng, mình phải to tu deny tập, this mình tiếp tục. practice. Mà hãy mà có cái sự công phu tu tập á, thì ở trên cái nhìn nhận của mình á, mình sẽ có cái thắc mắc hàm học đúng với lại cái Phật pháp. Và càng tham học mình sẽ có cái sự mở, cởi mở những cái chấp tâm vô minh của mình á. And Càng after some time, tin you will sâu open your heart vào tự tâm and và càng have a tin trong stronger belief cái in chánh pháp yourself. mà mình đang thực hành. Thì đó là cái gì? Đó là cái chân thật của sự tu tập. Chứ cứ đề thời đầu khởi nghi tình. Với lại Asking the questions. thường á, nói với cái ngã chấp của chúng ta, cái sở đắc của chúng ta là một phần. Còn nếu mà có những người, người ta đã từng thực tập những cái pháp khác á, hay là tu If you theo have other cái đạo khác á, practice mà đến cái and chỗ want to change it, coi như là cái sự thành tựu, and then they have thành some tựu lớn trong achievement đó, there, rồi cũng nghe Phật pháp thấy cũng có lý, cũng and then hữu it tình, makes sense for them. mà sự thực hành rất là khó. But it's Tại hard to vì change sao vậy? back to a different Vì họ practice ôm trên cái sở đắc của because they họ, have the achievement ôm of trên other practice. cái So that's what tri usually kiến happens. Hiểu biết của họ, tức là chết chứng ở trên đó rất là khó để lung lay, rất là khó để buông xuống. Thì cái đó nó cũng tùy theo căn cơ, tùy theo cái chủng tánh nữa.
chứ không có phải là It mình really lập cách nào depends á, on căn cơ và chủng tộc us. của chúng sanh nào á thì chúng sanh đó phải tự hóa giải. You need to À, tức là phải cũng yourself. phải tự tu tập, nhưng mà cái chánh pháp có cái đặc biệt đó là cỡ nào nếu Once mà you practice tin this, và thực hành you can thì cũng always đều được phá tan get, you à, will tất cả những get bệnh duyên. Cho nên chư tổ cũng hay get nói there, get cái phương pháp where you của are. Đức Phật á, là giống như This cái phương practice thuốc is Diệu Già very Đà, nó trị great. được cái bệnh It sinh tử, helps every trị được cái single one. bệnh chấp thật, bệnh vô minh, phiền não, khổ đau. Nên đó, uống thuốc đều đặn và tham mập cho kỹ, So, đó just keep mình mới có thể nhận ra được cái you, mang lại diện mục you của will mình, realize. Just keep practicing, you'll cái nhận realize ra con đường yourself. đi của mình. À, nói gì hiểu không? Do you, does it make sense? À, Nga mời Nga Jenny. Jenny. Dạ. Rồi, dạ, nói dạ, dạ con kính thưa thầy Visako và thiền đường đại chúng. Dạ thưa thầy, thì từ ngày công phu á, hỏi thở đầu những nghi tình, đôi lúc này cũng công phu cũng rất là nước xuống và đối diện với lại when we bệnh when tật I đó, practice this, I have thì some up and cái down, công phu nó còn khó khăn some hơn nữa. good Thậm chí time and đôi some lúc bad á time, thì giống như mình muốn công phu nhưng mà cũng công phu cũng some không có nổi. achievement, Thì but nhà qua đây xin thầy I want to share sẽ tăng thêm cái chỗ này. that Em and xin cảm ơn thầy. okay, if you can fix anything for me, thank you. Cái phiền não ở nơi tâm, rồi những cái bệnh chướng ở nơi thân, when you have some, tất cả đều là bệnh hết, tất cả đều là chướng ngại disease, hết. some Thì obstacle from your heart là chúng sanh, is mỗi normal as a chúng sanh human đều là being, do chấp tâm mà thành, as a do person. cái vô minh đó mà là chúng sanh. Thì vô minh với cái ngã chấp á, anh nói là cái ngã chấp nó giống như núi Tu Di vậy, our nó bao ego trùm cái is tam giới big nè, and huge. Tam giới duy tâm vạn pháp dĩ thức đó, nó đều do cái tâm thức này á That's because biến it was hóa. created by our heart. Thì nó cũng phải muốn giải quyết cái vấn đề đó phải từ nơi tâm thức, It's had to và come từ from nơi cái sự yourself. tu tập này, chứ không có thể là mà bỏ chạy ra ngoài được. Thì You have to face it. cái chấp tâm của mình á, nó You nặng chừng should nào not, thì cái phiền não, cái khổ đau mình á, nó you should nhiều not chừng run đấy. away from it. Nhưng If mà you cái chấp have tâm a á, cũng là strong ego, cái hiểu you biết, will cái have tri more kiến. suffering. Thì chư tổ cũng có nói mà nếu mình không có chịu tu tập, If we don't thấy ngay thì phải tu practice, liền. Người xưa đó là người ta có cái chánh kiến nhìn ra cái vấn đề, thấy được Phật pháp, biết được Phật if pháp you, đó, thì if some, họ a long lập tức time ago, a lot of họ thực people hành who và lập tức là realize họ phải this is the best chuyển practice, mê khai ngộ. they practice right away, Chứ không có giống như mình á, get mình học achieve, rồi mình học mình biết thì mình biết, nhưng mà mình vẫn get đánh enlightenment đồng, right vẫn giống away, như là cái chuyện sinh because tử, they know giác this ngộ is sinh tử là absolute cái way. lời nói văn tự thôi. Mình vẫn là mình vẫn là vô minh, mình vẫn là chấp thật á, chứ mình không có một cái chân thật thống thiết, một cái chân thật mà chịu thực hành á.
thì là giống như ví dụ như một người bệnh nhân á, tin bác sĩ, tin thầy thuốc, tin người ta sẽ trị hết cái bệnh cho and mình, this, và không tin. This practice so that you hoặc can là không tin hay là lì, get tin better. Á, mà không có chịu á, theo hướng And dẫn, then theo if toa you don't mà cứ practice. lì, không chịu uống thuốc. Tới khi mà khổ tới, tới khi mà Once you tất cả get những cái thứ vô minh ngã chấp mình á, nó nổi lên á, thì lúc đó mình mới thấy hoảng hốt, mình mới thấy lo sợ, mình And mới when đó you mình have muốn something tu. that happened to you, Mà you'll thứ be đó cái muốn scared. tu đó cũng là cái ngã chấp, And those are không có ngoài cái ngã chấp ignorance. á. Đó mới thấy sợ. Because you, when you're scared, Thì ý thức cái vấn đề it khổ, was ngã ignorance, khổ, and mình it mới make tu you mà. practice. Thì chư tổ cũng khuyên mình á, ở trong lúc mà khỏe, ở trong lúc mà có tiện nghi, có khả năng, thì mình phải luôn luôn ứng You dụng, chứ have đừng to có luống always qua, remember to hoang practice. uổng. Don't let À, cái the thời time gian này mình pass còn, by. tôi không có chờ đợi, Don't không wait có chờ khi until nào last tôi mới minute. tu. Để mình Don't thấy wait được là mình lập until tức mình tu, giúp mình biết được đó là too dơ, lập late. tức rút chân lên chứ đạp vô phân mà. Chứ đâu phải là để từ từ tôi mới lấy ra. À, chỗ này Đức Phật cũng ví dụ như tên độc mới bị bắn trúng vậy. Mình phải mau mau tìm cách mà nhổ lập tức ra cái mũi tên độc, chứ không có cần You phải need đi to get tìm rid hiểu nữa. when you get hit Tên by là a ai bắn, là loại poisonous gì, chất độc arrow, you gì, need to get rid of it tại sao right người ta away. bắn, You shouldn't worry lý do người ta bắn, why you vân have to vân. Chứ ask mà đi tìm ra cái đó là đã chết what you can do, what you trước can khi rút be cái get tên, better. trước khi biết nữa, trước khi biết được ai rồi. You shouldn't find Cho out, nên á, nếu mà try to người có find out cái why you get tinh shot, but you need kiến, to có cái tâm do học Phật and tu tập figure out what thì you should họ do luôn luôn to ứng dụng, practice. khó So cỡ nào học cũng once ứng you dụng. know, À, trong people thời know about gian this mới practice, đầu á, you đang should khỏe start cũng it ứng right dụng, away and practice right thì away. trong cái lúc mà có sức khỏe, có điều kiện ứng dụng, thì trong lúc mà sức khỏe không có hay là không còn điều kiện, mình vẫn có thể ý thức được, vẫn có thể tu tập được. Ừ, chút nào giống như tổ nói, lúc mạnh á, tu 10 phần, thì lúc bệnh chỉ còn có 1 phần, lúc thức mà công phu được 10 phần, thì lúc ngủ chỉ còn có 1 phần. Đó là người có sự chân thật công phu á. Ừ. Còn lúc bệnh 10 phần, thì lúc sắp chết chỉ còn có 1 phần, lúc đó tứ đại phân ly thì nó rất là tán loạn, không thể công phu. Mà nhớ công phu được thì nó rất là tốt, tại nếu mà công phu trong bình thường đều công phu, ở trong lúc bận rộn được công You phu, need to trong lúc keep thức, asking lúc the ngủ được question công phu, every lúc time, bệnh all the công phu, thì time, lúc no gần matter chết what you do. cũng có công phu. Thì đó mình mới làm chủ được mình dần dần. Nếu mà không có chịu công phu thì mình khó có thể làm chủ. It's hard to Mà sự công phu này control không có yourself. ai công phu giùm mình, chỉ có mình mới tự lo cho mình, tự mình mới thành tựu cho chính mình, chứ không có ai làm giùm mình, Phật cũng làm giùm mình. Cho nên á, mình phải ý thức You vấn need đề đó, to và revisit cũng phải kinh yourself. nghiệm trên cái bản thân của mình á. Trong lúc khỏe mình thấy bình thường, mình lại lơ là. Trong lúc bệnh thì mình muốn công phu không được, thì phải tập trở lại. Mà thực sự công phu không được cũng phải công phu, cũng phải hỏi rõ ràng, cứ hỏi âm thầm, nhẹ nhàng và bình You just thường, keep thì asking the chính question cái for công phu nó yourself. có thể cũng vượt qua được, giúp cho vượt qua cái bệnh. Thì có một You cái nghị lực mạnh á, and then lúc đó the practice bệnh cũng will không có, let không you làm gì được overcome mình, thì it, overcome your phải luôn practice. luôn tham thiền thôi, So nhớ just luôn luôn keep cố asking gắng. the questions. À, bây giờ đã hết giờ, kính chào hết quý thầy, quý sư cô, như bạn lòng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.